chuyển nữa là em chết đấy. Đúng rồi. Cố anh Đôn, em làm được rồi. Ngày xưa làm suốt mà bây giờ quên à? Quên rồi. Bố bố chụp ảnh. Bố bố không làm này. Đúng rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Hai ba. Hai ba. Không. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Đúng rồi, bây giờ quen tay rồi. Mỏi rồi, mỏi rồi. Mỏi tay chưa? Đứng giả vờ luôn. Đấy, con cầm tay lên đây, cầm tay lên đây. À, chụp ảnh cô. Em cầm tay lên đây. Đấy. Đây, đây, đây. Ông như này sẽ làm em ấy bị đá. Giả vờ thôi. Chụp ảnh thôi ạ. Đây đâu anh? Đây. Đây. Yêu. Rồi nhá. Anh Đức cho anh Việt xem ảnh ở ngoài cổng chưa? Cổng à? Rồi rồi, thấy rồi. Cái này là xanh ngô. Tay đẩy thôi. Đẩy đi. Được ở nhà phải xưa là phải xay ngô như này. Không là để về nấu lên cá mắt ấy. Không là cho lợn ăn. Bây giờ có máy sát rồi hả? Dạ. Bây giờ có dùng cái cối này được không? Bây giờ ít kia dùng lắm. Lâu lâu. Nên là nhiều bản cao người ta vẫn không có điện. Vâng, bản này chắc vẫn có cái cối này nhưng nhà không có. Có nước vào đúng chảy nhanh. Không, này là xay khô đi chứ, xay khô này kéo lắm. Chỗ này em này không phải mà cái này là đây là nấu cá mà em vào xay nấu cá. Có cả nước này để mạnh cá cho con. Cái để hút cái này này. Đúng rồi, không được để nó dừng vào chỗ đoạn thẳng người này, không quay được. Xoay đều là ngon nhất. Giờ đến đúng cái điểm mà có đổi cái quay đẩy mạnh. Được rồi. Gôn chụp nữa không em? Đi ơi, con đi ơi, đi tiếp đi.